Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Canh Thìn Nam mạng những người sinh năm 2000 diễn tiến qua từng năm tuổi từ năm 23 tuổi đến 60 tuổi chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Canh Thìn Nam mạng đối với tuổi Canh Thìn cuộc đời của bạn gặp nhiều may mắn, triển vọng rất tốt đẹp, không bao giờ thấy cuộc đời quá đi vào con đường u tối và bi quan chán nản. Trái lại cuộc đời của bạn có rất nhiều hy vọng với những thành quả tốt đẹp. Bắt đầu từ năm 27 tuổi trở đi, cuộc sống càng đi lên cho đến khi nào gần hết cuộc đời mới ngừng lại mà thôi. Tuổi canh thìn bạn có được vận số rất tốt đẹp trên mọi khía cạnh của cuộc sống, ít lo nghĩ, cuộc sống hoàn toàn đầy đủ về vật chất tinh thần luôn luôn lên cao. Tuổi này nếu sáng suốt và nhẫn nại thì danh vọng và cuộc đời sẽ ở vào mức tuyệt đỉnh của nó. Tuổi canh thìn có được cuộc sống nhiều hay đẹp trên mọi mặt tình cảm, vật chất lẫn lý trí. Tóm lại tuổi canh thìn thuộc mạng kim rất tốt cho mạng số và cả mọi hoàn cảnh và hình thức của cuộc đời mình, hy vọng thành công, may mắn và có cuộc sống đủ đầy từ năm 30 tuổi trở đi. Tuổi canh thìn tiền vận và trung vận bình thường, nhưng hậu vận thì an nhàn sung sướng. Số hưởng thọ trung bình từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi là mức tối đa. Nếu có làm phúc đức, ăn ở hiền lương thì được gia tăng thêm niên kỷ. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi canh thìn nam mạng. Tuổi canh Thìn nam mạng có những năm khó khăn nhất trong cuộc sống của mình, đó là những năm mà tuổi bạn ở vào số tuổi năm 29, 33 và 40 tuổi. Những năm này về công danh sự nghiệp, công việc làm ăn, buôn bán không được mấy thuận lợi, không phát đạt cho lắm, xảy ra nhiều rối rắm, công việc phát triển sự nghiệp bị ngừng trệ và phải vất vả khó khăn mới vượt qua được trở ngại. Những năm kể trên bạn nên cẩn thận thì tốt hơn, không nên quá tin tưởng hay làm gì mà không suy nghĩ trước. Mọi việc nên hết sức rẻ dặt và thận trọng là tốt nhất. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi canh Thìn nam mạng với người tuổi canh thìn hợp với ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Bạn nên xuất hành đúng theo ngày, giờ và tháng trên, trong mọi công việc làm ăn phát triển sự nghiệp hùn hạp, hay phát triển nghề nghiệp, sẽ giúp cho bạn khỏi sợ bị thất bại mà trái lại thành công hoàn toàn trong mọi sự dự tính của mình. Những diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi canh thìn nam mạng, những người sinh năm 2000. Canh thìn nam mạng, giai đoạn từ năm 23 tuổi đến 25 tuổi. Năm 23 tuổi, tức là tuổi canh Thìn bước sang năm Nhâm dần 2022, năm này bạn có được nhiều cát tinh trợ mệnh nên được hưởng vượng khí cát lợi. Nếu biết tận dụng thời cơ, bản mệnh có thể thực hiện hóa những dự định đã ấp ủ bấy lâu. Năm này công danh sự nghiệp hứa hẹn nhiều sự phát triển bùng nổ trong công việc của người nam tuổi canh Thìn. Để tạo lên những bước đầu thuận lợi trên con đường sự nghiệp cần thể hiện thái độ cầu thị khi làm việc. Cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng hàng ngày để có thể nắm bắt cơ hội thành công. Tài vận năm 23 tuổi, năm nhâm dần 2022 này, của người nam tuổi canh thìn sẽ có nhiều khởi sắc. Những tiến triển thuận lợi trong công việc làm ăn mang đến nguồn thu nhập dồi dào, tiền bạc dùng rỉnh. Dù có nhiều tiền đến thế nào thì bản mệnh vẫn nên chi tiêu hợp lý để tránh bị hao hụt tiền của. Nhờ có vận đỏ tới tấp, bản mệnh có thể may mắn được hưởng những khoản lợi lộc bất ngờ. Đó có thể là mối làm ăn béo bở hoặc một khoản tiền thưởng trong công việc. Tuy nhiên bạn cũng nên hết sức tỉnh táo khi chọn phương thức đầu tư tiền bạc để tránh bị lừa đảo tình duyên, gia đạo của tuổi canh thìn nam mạng, trong năm nhâm dần 2022, bạn bước sang tuổi 23. Đàn ông tuổi canh thìn năm nay gặp vận đào hoa, tình duyên tốt đẹp. Người độc thân dễ gặp được tình nhân trong mộng, có mối tình say đắm. Đôi lứa yêu nhau thì càng thêm gắn bó, mặn nồng, sớm tính chuyện thành gia lập thất. Về sức khỏe năm 23 tuổi, đàn ông tuổi canh thìn thích vận động cơ thể nên có sức khỏe dẻo dai, thân hình cân đối, cho nên không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề này. Tuy nhiên năm 23 tuổi, người nam tuổi canh thìn cần đề phòng hạn toán tận trong năm nhâm dần 2022. Niên hạn này sẽ gây ra chuyện hao tài tốn của nên bản mệnh phải hết sức đề cao cảnh giác với mọi vấn đề về tài chính. Tuổi canh thìn nam mạng bước sang năm 24 tuổi, tức là năm quý mão 2023. Năm này bạn cần chú ý, là năm sung của tuổi bổn mạng, có nhiều hung tinh chiếu mệnh, đặc biệt cần chú ý tháng 4 và tháng 8 âm lịch, cẩn thận bị họa từ miệng mà ra, có thể bị kiện tụng, gia đình lục đục, cuộc sống bị đảo lộn năm 25 tuổi, tức là bạn bước vào năm giáp thìn 2024, năm này bạn gặp năm tuổi của bổn mạng, vướng phải hạn địa võng, xấu. Năm này tâm lý tình cảm không được tốt, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Năm này, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ. Chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản. Năm này cũng gặp sao kế đô chiếu mệnh, làm cho cuộc sống gặp nhiều sóng gió thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc, dễ sinh ra buồn sầu, chán nản, tình duyên lận đận. Canh Thìn Nam mạng giai đoạn từ năm 26 tuổi đến 29 tuổi. Bước sang năm 26 tuổi, năm này là năm Ất Tỵ 2025. Năm này với nam tuổi Canh Thìn có được nhiều các tinh trợ mệnh, cuộc sống công việc sự nghiệp có thành tựu. Trong năm có sao Thái Âm chiếu mệnh mang lại cho bạn có được nhiều sự may mắn nam mệnh và nữ mệnh gặp sao này thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Đặc biệt đối với nam mệnh thường được người khác giới giúp đỡ về tiền bạc và sự nghiệp, có người ở độ tuổi kết hôn tìm được kỳ duyên trùng phùng có thể lập gia thất. Hơn nữa, sao thái âm là sao bất động sản nên những việc như mua bán bất động sản, sửa chữa, tu sửa, xây dựng nhà cửa đều cắt lợi. Bước sang năm Bính Ngọ 2026. Đối với nam tuổi canh thìn sẽ là 27 tuổi, đây là năm với bạn sẽ có cuộc sống dễ chịu hơn. Sao mục đức chiếu mệnh là một phúc tinh thuộc hành mộc hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Năm 28 tuổi, công danh sự nghiệp có sự tiến triển theo chiều hướng tích cực, mọi việc vượt qua và tiến triển nhanh chóng về vấn đề tiền bạc, việc làm ăn có sự tiến triển mau lẹ, tuy nhiên trong năm bạn nên kiêng kỵ tháng năm âm lịch, cẩn thận có đau bệnh hay hao tài chút đỉnh năm 29 tuổi, bắt đầu từ tháng riêng cho đến tháng 6 âm lịch, không được đẹp cho lắm, có nhiều chuyện đau buồn, làm ăn gặp nhiều trở ngại, nhưng từ tháng 7 âm lịch trở đi thì công việc làm ăn được trôi chảy, công việc quay lại theo đúng quỹ đạo, gia đạo thì yên vui. Giai đoạn từ năm 30 tuổi đến 35 tuổi. Năm 30 tuổi cuộc sống của bạn có được toàn vẹn, nhưng bước sang năm 31 tuổi, lại gặp phải nhiều khó khăn về nghề nghiệp công danh. Năm 32 tuổi, gặp trở ngại về tiền bạc hay bệnh hoạn vào khoảng tháng 8 và 9 âm lịch năm 33 tuổi, cuộc sống có nhiều rối ren, gặp rất nhiều trở ngại, trong toàn năm không được hoàn toàn hay đẹp, phải trải qua nhiều rắc rối, thắc mắc đau buồn. Năm 34 tuổi, vận khí tốt, phát triển mạnh về tài lộc, tình cảm lẫn công danh và sự nghiệp đều tăng tiến. Năm 35 tuổi, toàn năm gặp nhiều việc may mắn, trong giao đạo có hỷ sự. Giai đoạn từ năm 36 tuổi đến 40 tuổi. Bước sang năm 36 tuổi cuộc sống bình thường không xảy ra việc gì quan trọng đáng nói năm 37 tuổi, công việc làm ăn và gia đạo phát triển mạnh mẽ, có thể sẽ đạt được mục tiêu lớn về công danh sự nghiệp. Năm 38 tuổi trong nhà không được yên vui, đường tình duyên có nhiều trắc trở, nên cẩn thận về gia đạo. Năm 39 tuổi và 40 tuổi, hai năm này có nhiều cơ hội đến có thể mang đến nhiều thành công cho cuộc đời của bạn. Giai đoạn từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi. Khoảng thời gian này công việc phát triển sự nghiệp vẫn ở trong mức độ bình thường. Bước sang năm 41 tuổi có đau bệnh đôi chút vào tháng chạp, không nên đi xa, không nên đến những nơi có nhiều âm khí, cẩn thận tà ma nhập vào người. Năm 42 tuổi, năm này hơi xấu chủ yếu về sức khỏe, có nhiều bệnh vặt phát sinh nhưng công việc làm ăn bình thường. Năm 43 tuổi, năm này bạn có thể nắm lấy cơ hội thuận tiện trong việc làm ăn, kinh doanh buôn bán, có tài lộc bất ngờ. Năm 44 tuổi, năm này bạn có được cuộc sống êm đẹp trong toàn năm, năm này bạn nên chớp thời cơ nắm lấy nhiều thắng lợi về tài chính cũng như tình cảm. Năm 45 tuổi tốt về chuyện tình cảm gia đình, tài lộc bình thường, gia đình êm ấm, con cái thuận hòa. Giai đoạn từ năm 46 tuổi đến 50 tuổi. Năm 46 tuổi, công việc làm ăn có tiến triển đôi chút, gia đạo yên vui, con cháu thảo hiền. Năm 47 tuổi, đề phòng tai nạn vào tháng 6 và 7 âm lịch, cẩn thận đề phòng các vật sắc nhọn, tai nạn về giao thông, không nên đến những nơi nguy hiểm. Năm 48 tuổi, có được cuộc sống thanh nhàn nhưng có nhiều lo nghĩ, không nên đi xa vào năm này năm 49 tuổi, cuộc sống không tốt cho lắm, hạn thiên la địa võng, cẩn thận trong người có đau bệnh vào tháng 4 và tháng 6 âm lịch, tháng 8 và tháng 10 âm lịch có sự hao tài tốn của, có việc buồn về con cái, vượt qua được năm này thì được coi là thắng lợi. Năm 50 tuổi, cuộc sống trở lại bình thường, có sự thành công về sự nghiệp cuộc đời, tuy nhiên phần con cái không hoàn toàn đẹp đẽ. Giai đoạn từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi. Giai đoạn này cũng không được tốt trong những năm này. Năm 51 tuổi, có sự thành công về việc gia đình, nhưng tiền bạc thường hao hụt năm 52 tuổi và 53 tuổi, con đường công danh sự nghiệp cũng không được sáng tỏ cho lắm, tiền bạc hao hụt, con cháu có người đau bệnh nặng, nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8, âm lịch. Năm 54 tuổi và 55 tuổi vượt qua được mọi trở ngại, để tiến bước trên cuộc đời và cuộc sống trở nên tốt đẹp vững chãi hơn. Giai đoạn từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, trong khoảng thời gian 4 năm này không có phần sôi động về nghề nghiệp cũng như tiền bạc, những năm cuối cùng của cuộc sống nên rè dặt và cẩn thận để hưởng nốt cuộc đời còn lại, có thể hưởng được những kết quả về tài lộc nhưng về phần cá nhân lại quá xấu, không được tốt trong những năm này. Về phần gia đạo những năm này phần con cái có nhiều sóng gió cho cuộc đời. Những tuổi hợp làm ăn, cộng tác giúp tăng tài, tiến lộc cho tuổi canh thì nam mạng tuổi canh thìn, muốn cho sự nghiệp phát triển và tiền bạc được vững chắc, bạn nên chọn lựa những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, để phát triển cho sự nghiệp, và tiền bạc khỏi bị hao hụt bất ngờ. Khi đã gặp tuổi hạp thì công việc làm ăn được tấn phát dễ dàng hơn. Và sau đây là những tuổi rất hạp cho sự làm ăn, hùn hạp hay hợp tác trong mọi vấn đề của cuộc sống, đó là các tuổi, canh thìn đồng một tuổi, bính tuất, kỷ sửu và đinh sửu. Những tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn. Vậy khi muốn phát triển sự nghiệp, bạn cần chọn những tuổi kể trên thì khỏi sợ bị thất bại về nghề nghiệp cũng như việc tạo lấy tiền bạc và danh vọng. Về gia đạo công danh của tuổi canh thìn nam mạng, về vấn đề gia đạo tuổi canh thìn nam mạng được sống đầy đủ và êm ấm, hoàn toàn sung sức về hoàn cảnh gia tộc. Cuộc sống phải nhờ ở gia đình hay gia tộc mới phát triển sự nghiệp được công danh nếu theo đuổi thì lên cao nhưng chỉ ở vào mức độ trung bình của bước đường công danh về vấn đề này bạn không có xuống thấp lắm dù không theo đuổi về công danh nhưng cuộc đời bạn vẫn giữ được danh phận của mình có điều kiện tạo nên những kết quả thành công của công danh với bạn nam tuổi canh thìn cũng nên cẩn thận và sáng suốt mà lựa chọn lấy một con đường sáng sủa hơn để đưa cuộc đời bạn vào ánh sáng của danh vọng đừng nên hy vọng vào sự giúp đỡ của những người khác với vấn đề này bạn phải tự lựa chọn và quyết định càng đưa cuộc đời mình lên cao bao nhiêu thì triển vọng thành công của bạn lại càng thấy tỏ rõ bấy nhiêu, cần vạch lấy một con đường riêng lẻ cho mình, tự mình tạo lấy thành quả tốt đẹp cho cá nhân, đừng tưởng tượng đến người khác hay kẻ khác giúp mình trên đường đào tạo tương lai đó. Tóm lại, về công danh bạn rất sáng tỏ, có thể nắm lấy nhiều thành quả tốt đẹp cho cá nhân và cuộc sống của mình. Sự nghiệp chắc chắn rằng bạn sẽ nắm vững và thành công vào độ tuổi 30 trở đi, tuy nhiên trong cuộc đời bạn còn phải bị sụp đổ một lần nữa vào số tuổi 36. Sự sụp đổ sự nghiệp là do bạn không khéo léo và quá tin tưởng vào tài năng của mình. Vấn đề tiền tài lại càng có những kết quả hay đẹp hơn nữa, chắc chắn là vấn đề này bạn rất dễ tạo ra và nắm lấy nhiều cơ hội thuận tiện đưa bạn đến việc tạo ra tiền rất mau lẹ. Cuộc sống của nam tuổi canh Thìn có sự nghiệp và tiền tài vẫn đi đôi với nhau. Sự nghiệp càng vững chắc thì tiền tài đầy đủ và dễ tạo ra một cách quá dễ dàng. Bạn nên cẩn thận về vấn đề này vào lúc bạn ở tuổi 36 và cũng có thể kéo dài qua nữa năm 37 tuổi. Vậy sự nghiệp và tiền tài bạn càng lên cao thì bạn càng nên cẩn thận, nhất là việc giao dịch giao thương luôn cả tình yêu và hạnh phúc cũng cần phải chú ý, thận trọng hơn. Những ưu và nhược điểm của tuổi canh thìn. Ưu điểm. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất tốt đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và lòng yêu thương con người. Người tuổi này có tâm tư trong sáng, tính tình thành thật có năng lực thích thực hiện những kế hoạch riêng về phương diện tình cảm họ thích tạo ra những cảm giác lãng mạn. Nữ mạng siêng năng, tiết kiệm, đảm đang, tháo vát. Người tuổi này có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó, tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, tính tình vui vẻ, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, cốt nhục hình khắc, con cái không ít, nữ mạng hiền lương, vượng phu, ích tử. Người tuổi này, thường thông minh, lanh lợi, thích kết giao bằng hữu, có khả năng lãnh đạo tốt, tính tình cởi mở, cương trực, hay thương người, không cầu kỳ kiểu cách hoặc giả dối. Gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu. Về sau tài lộc thịnh vượng, họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình. Một khi đã hứa, tuổi thì nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách, không để người khác mất niềm tin với mình đôi lúc họ cũng mơ tưởng không thực tế nhưng điều đó có giới hạn tuổi thìn là những người không bao giờ sợ hãi lùi bước trước gian nan thử thách ngược lại càng khó khăn ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao đó là lý do khiến người tuổi thìn luôn chinh phục được những khó khăn mà người khác không thể vượt qua vẻ ngoài lạnh lùng của họ dễ khiến người khác hiểu lầm xa lánh thực ra tuổi thìn là những người sống rất tình cảm có trái tim giàu lòng vị tha nhân ái họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân con giáp này khi trưởng thành dù không phải là người nổi tiếng và danh vọng cao nhưng nhiều người biết đến và kính nể. Thường gặp hoàn cảnh tốt. Nhược điểm. Người tuổi này thường có tính đa tình đa cảm, về phương diện tình cảm không được tốt, cần phải chú ý đến tính cách đa tình của mình. Khát vọng giống như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ rất dễ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán tuổi thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào con giáp này thường không biết cách kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của bản thân họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương tuổi thìn cũng dễ thay đổi vì người khác và không kiên định với lập trường của mình không ít những lần tuổi thìn phải đối mặt với nguy hiểm khó khăn thậm chí thất bại lý do là vì những người này quá hấp tấp không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định nếu muốn thành công tuổi thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người xung quanh họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm hơn nữa tuổi thìn yêu thích sự tự do không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào người tuổi thìn nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn thật thà không bao giờ hãm hại lợi dụng bất kỳ một ai trước khi làm một điều gì đó người này suy nghĩ kỹ càng cẩn thận tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm Tương hợp và tương khắc giữa tuổi Thìn và 12 con giáp trong hợp tác làm ăn và nghề nghiệp. 1. Thìn hợp tác với Tý. Có thể hợp tác nhưng tuổi Thìn sẽ vất vả nhiều và nên giữ vai trò quyết định. Cặp đôi này vô cùng ăn ý trong mọi việc tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông. Đôi bên tính cách đều dũng cảm, dứt khoát cũng có rất nhiều sở thích chung. Sự thấu hiểu giúp họ hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, cũng biết dành cho đối phương khoảng trời riêng bên cạnh những phút giây đôi lứa. 2. Thìn hợp tác với Sửu không nên hợp tác nếu trong tâm bạn cảm thấy e ngại điều gì đó. Hai người thường tranh giành vị trí cao nhất trong cuộc sống gia đình. Điều này cũng có nghĩa cả hai là những người có trách nhiệm cao và hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Vì vậy, đừng để sự thể hiện cá nhân hay tranh giành ảnh hưởng thái quá dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. 3. Thìn hợp tác với dần. Hợp tác cực tốt cả hai đều có thể bổ trợ cho nhau nhiều thứ. Cuộc sống hôn nhân của hai người tương đối hạnh phúc nhưng nếu chung sống với nhau lâu dài cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn. Tuy nhiên, người chồng sẽ biết thông cảm và nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 4. Thìn hợp tác với Mão. Có thể hợp tác thành công trên nhiều lĩnh vực. Cuộc hôn nhân của hai người sẽ rất hạnh phúc. Người vợ tuổi Mão rất có tài xã giao và cũng rất biết cách làm việc có thể bổ sung cho những khiếm khuyết của người chồng và giúp chồng phát triển sự nghiệp. 5. Thìn hợp tác với Thìn. Không nên hợp tác, rồng và rồng vốn không có sự gắn kết. Cả hai người cần biết cách tự kiềm chế bản thân mình, không ảo tưởng, bởi nếu không rất dễ dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. Thìn cộng tị, có thể hợp tác nhưng sẽ có đôi chút bất lợi cho tuổi tị. Hai người sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Người chồng sẽ luôn tự hào vì người vợ đảm đang và tài giỏi của mình. 6. Thìn hợp tác với ngọ. Có thể hợp tác nhưng nên dừng lại ở sự hợp tác nhỏ vì nó dễ thành công hơn. Cuộc sống gia đình ban đầu thì tất cả mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, đúng như dự tính của cả hai. Tuy nhiên, chặng đường còn phải bước tiếp rất là dài cho nên những sự thay đổi đột ngột trên đường đời luôn xảy đến với mọi người, không trừ ai. 7. Thìn hợp tác với mùi. Có thể hợp tác xong không phải tất cả các lĩnh vực. Hãy lắng nghe xem bạn thực sự muốn hợp tác với họ chưa. Nếu hai người kết hợp lại thì đa số người chồng sẽ nhường bước để giúp cho người vợ theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, cả hai lại rất hòa hợp về tình cảm người vợ luôn cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với người chồng của mình vì có sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của chồng. 8. Thìn hợp tác với thân. Người tuổi thân và người tuổi thìn, đây là một tuổi hợp với bản mệnh, hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Hai con giáp này đều là người tinh tế và khéo léo, biết cảm thông cho người khác, cũng rất thông minh khi lợi dụng điểm mạnh của người này để bù đắp cho điểm yếu của người kia. Họ đạt đến sự thỏa thuận cao nhất khi hợp tác xử lý những vấn đề trong hôn nhân và gia đình. 9. Thìn hợp tác với dậu. Đối với cặp tuổi này, có thể hợp tác nhưng người chủ động và nắm vai trò quyết định nên là người tuổi thìn. Hai con giáp này đều là những người tài giỏi, gặt hái nhiều thành công và được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ. Tính cách và tài năng tương xứng, họ có thể chia sẻ với nhau trong mọi chuyện, tình cảm gắn bó khăng khít không rời. 10. Thìn hợp tác với Tuất. Hai tuổi này không nên hợp tác nếu bạn không thực sự hiểu đối tác của mình. Luôn phải cân bằng giữa công việc và gia đình thường làm cho người chồng cảm thấy áp lực. Rất may là người vợ tuổi Thìn thường có những cách làm tinh tế để động viên người chồng. 11. Thìn hợp tác với Hợi. Thìn và Hợi là những người bạn, người tình tuyệt vời. Tuổi Thìn dũng cảm và thích sống độc lập và tin vào tình yêu. Còn tuổi Hợi rất nhẹ nhàng và sống tình cảm, cuộc sống gia đình dựa vào nhau để cùng tiến bước thật xa, phát huy cao độ thế mạnh của bản thân để vươn tới mục tiêu đã chọn. Hai người có thể sống bên nhau, chồng sẽ dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình hơn là những thú vui cá nhân cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại